Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Căn Nhà Màu Vàng. Và hôm nay Thảo và anh Vinh đang có mặt tại dự án The Mat nằm tại 29B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận Nhất. Và dự án này là do chủ đầu tư Hồng Kông Land phát triển và xây dựng. Thì anh Vinh nè, anh có biết là dự án này Hồng Kông Land là ai không? Theo như anh được biết thì Hồng Kông Land là một chủ đầu tư rất là lớn và họ đã có rất là nhiều những công trình liên quan tới bất động sản, kể cả bất động sản thương mại, bất động sản nhà ở tại rất là nhiều những cái thành phố lớn ở khu vực châu Á như là Bắc Kinh, như Singapore. Thì em biết ở Việt Nam mình thì Hồng Kông Land cũng đã ghi dấu bởi một cái công trình rất là nổi tiếng về căn hộ tại một cái phường cực kỳ giàu có ở quận 2 cũ, đó chính là công trình The Nassim Thảo Điền. Em có nghe qua, và ngoài ra em còn biết được là Hồng Kông Land là một tập đoàn, một công ty nằm trong tập đoàn của Jardins, cũng thuộc bên phía Hồng Kông luôn. Và đối với tập đoàn thì họ có rất là nhiều ngành nghề khác nhau, không riêng gì bất động sản, như là y tế, thương mại, xây dựng. Đúng rồi em. Sức khỏe. Và em thấy rất là nhiều ngành với cái quy mô lớn như vậy thì họ đã dồn rất là nhiều những cái công sức, những cái tâm huyết của mình để tạo nên được một cái căn hộ, một cái dự án lớn như The Mat. Và anh nghĩ đây sẽ là một cái căn hộ cực kỳ chất lượng và có thể là căn hộ hạng sang bậc nhất tại khu vực Sài Gòn để mang tới cho khách hàng của anh mình. Anh làm em háo hức để mà dẫn anh lên căn nhà thực tế. Ok, anh đang rất là muốn đi tham quan căn 4 phòng ngủ. Hôm nay em sẽ cho anh trải nghiệm một ngày với em tại The Mat nhé. Ok, đi thôi Thảo. Ok, chúng ta đi thôi. Thank you.
Vậy vậy Thảo ơi, vậy đi sang nhà mẫu Thảo ơi. Khách chốt rồi nè, vậy Thảo. Khách chốt. Wow, đây là sẵn thang máy riêng dành cho căn 4 phòng ngủ anh. Và ngoài ra chủ đầu tư cần thiết kế một cái tủ giày phía ngoài, thì mình sẽ tận dụng được cái diện tích này và không có bị tốn không gian ở bên trong. Anh thấy cái thang máy này rất là đặc biệt, thì hình như chỉ có những căn hộ 4 phòng ngủ là chúng ta mới có thang máy đến tận riêng vào trong cái chính cửa nhà mình. Chính xác, chỉ có những căn lớn thôi. Em mời anh vô bên trong để mà mình khám phá thêm ha. Đẹp quá thôi. Đây là lần đầu tiên em cũng tới căn 4 phòng ngủ mà khi chủ đầu tư hoàn thiện á. Ừ. Thì mình bước qua phía bên phòng khách trước nha. Ừ. Ở đây họ có bố trí một bộ bàn 6 ghế. Đủ cho một gia đình anh nhỉ. Thì anh nghĩ là 4 phòng ngủ á thì sẽ khoảng từ gia đình thường từ 3 đến 4 người rất là phù hợp, và nếu có ông bà thì cũng sẽ rất là hợp lý. Ở đây họ thiết kế một cái sofa hình chữ L. Khá là ưng ý, em rất thích sofa hình chữ L. Ở đây có thể quay quần là cả một gia đình ngồi coi tivi. Đúng rồi, và anh nhận thấy nữa là không chỉ cái khu vực phòng khách này mà sau lưng chúng ta cũng còn có một cái ban công rất là đẹp và thoáng. Với cái tầm nhìn này thì hình như là nhìn về hướng trung tâm của quận 3. Dạ, ở đây mình sẽ nhìn về hướng sân bay quận 3, nhìn vào thành phố. Và ban công này em thấy họ thiết kế cũng khá là rộng, lên tới 1m4. Và chiều cao cũng đủ vừa phải 1m4 và thiết kế bằng kính hết, nên là sẽ rất là an toàn. Rất là an toàn cho gia đình và có trẻ nhỏ và người lớn tuổi ở đây. Dạ. Chắc là mình di chuyển qua phòng bếp đi anh nhỉ? Ok Thảo. Đây là khu đảo bếp. Ở đây anh Vinh có thể thấy là khu vực này rất là phù hợp cho những người phụ nữ nội trợ và những người phụ nữ nội trợ như em. Thì là Thảo chắc chuẩn bị lập gia đình rồi đúng không? Đúng rồi, tất nhiên rồi anh. Không biết là cái mặt đá này nó như thế nào hả? Anh thấy rất là đẹp và sang. Mặt đá này á là bằng marble nhập khẩu. Và anh biết đó, marble thì họ rất là chú trọng về cái màu sắc. Tuy là màu xám nhưng mà nó vẫn bật lên được một cái nét sang trọng và đúng không rồi. Có anh thấy nó rất là hài hòa với toàn bộ cái màu sắc không gian chung của phòng khách và phòng bếp luôn. Thì không biết trong đây mình sẽ có những cái vật dụng gì. Trong đây thì chúng ta sẽ có một cái đảo bếp nhỏ. Và phía tủ cabinet ở phía trên thì ở đây họ làm thiết kế nó rất là tỉ mỉ từng góc cạnh. Chứng tỏ là cái sự đầu tư và sự chăm chút của chủ đầu tư rất là kỹ càng để mang đến những cái chất lượng cao nhất dành cho khách hàng của mình đấy. Đúng rồi. Và đây thì chúng ta sẽ có một cái máy hút mùi. Và một thương cái hiệu này anh thấy hơi lạ nha. Đổ anh luôn á. Cooperbus. Nghe cái từ này giống như là tiếng Đức đấy. Dạ đúng rồi, Cooperbus này á là một thương hiệu của Đức là có hơn 145 năm rồi, và nó còn có trước cả thương hiệu Bosch nữa. Ok. Cao cấp hơn cả Bosch nữa. Và đằng sau lưng anh Vinh. Wow, còn một khu bếp khác. Không biết cái vị trí của khu bếp này nó có gì đặc biệt để chúng ta có thể giới thiệu với tất cả các mọi người. Anh có thể thấy là ở đây chúng ta sẽ có một cái cửa lùa. Cái cửa này anh nghĩ là để ngăn hai cái gian bếp lại đúng không Thảo? Chính xác. Và cửa lùa này nó có một cái chức năng nữa, đó là nó ngăn mùi. Anh biết đó, người Việt Nam chúng ta thì nấu ăn thì hay bị có mùi, thì đúng rồi, cái này rất là nhiều loại gia vị khác nhau, giảm cái lượng mùi bay vào không gian bên trong căn nhà. Quá tuyệt vời. Và ở đây cũng như tương tự là chúng ta sẽ có một cái đảo bếp lớn. Cũng là thương hiệu Cooperbus. Dạ, Cooperbus. Và ở dưới đây nó sẽ cũng có một cái lò nướng. Có nghĩa là khi bàn giao thì họ sẽ bàn giao y chang những gì chúng ta thấy hiện nay. Chính xác. Và Hensrod cũng là một thương hiệu của Đức. Chính xác, anh rất thích những thương hiệu của Đức. Lại sau lưng anh Vinh. Ok. Anh có thấy không, như là một cái mê cung. Ở đây thì là một cái không gian của gia nhân. Và đối với gia nhân thì họ cũng sẽ bố trí một cái khu vực giống như là cái khu vực sinh hoạt riêng của mọi người trong đó. Và đặc biệt hơn nữa đó là cái cánh cửa này. Anh đoán thử coi, cánh cửa này có thể là dẫn đến một cái không gian nào đó trong cái tòa nhà này. Đúng rồi, ở đây chúng ta sẽ đi ra một cái không gian sẵn hành lang. Đây là sẵn hành lang chung. Và cửa này chỉ dành cho gia nhân thôi. Và hồi nãy chúng ta đi từ cái thang máy riêng anh nhớ rồi, dành cho chủ nhân của căn nhà. Có nghĩa là một cái sự riêng tư được đặt lên là hàng đầu. Có nghĩa là mỗi người sẽ có những cái lối đi riêng của mình. Dạ. Để nó phù hợp với cái không gian sống của cái căn hộ này. Anh Vinh nghĩ là căn hộ này rộng bao nhiêu mét vuông? Anh nghĩ là căn này cũng phải là trên 120-130 mét vuông em. 120 thì bé quá. Tại vì nó tới 4 phòng ngủ lận. Ở đây thì chúng ta sẽ có 142 mét vuông. Và mình sẽ tiến vào phòng ngủ để xem 142 mét vuông thì phòng ngủ. Anh rất là háo hức để tìm hiểu về cái căn phòng ngủ master của nó như thế nào. Thảo ơi, giới thiệu giúp anh nhé.
Wow, một cái tầm nhìn rất là đẹp về trung tâm thành phố. Đây là căn master bedroom, thì là phòng ngủ lớn. Ở đây chúng ta sẽ có một không gian cửa hai lớp chống ồn và chạy gần như là từ sàn tới trần. Anh cũng rất là đặc biệt thấy là gần như mình không nghe một bất kỳ một cái tạp âm nào, mặc dù kênh cạnh chúng ta là đường Nguyễn Anh Chiểu, một con đường khá là sầm uất ở trung tâm thành phố. Và anh nhìn nè. Wow. Mình chỉ em cần chỉ một có động tác rất nhẹ là nhẹ thôi đó. Ở đây trong căn nhà này tất cả đều là smart home hết. Tất cả đều sẽ là tự động. Ok. Và tiếp theo, đây là một không gian mà em thích nhất. Trước khi Thảo đi vòng đó, anh sẽ cho Thảo thấy một cái việc khác nữa. Thảo có để ý tới toàn bộ cái thẩm mỹ và màu sắc của căn phòng này không? Em thấy là gam màu khá là trầm ấm. Thì bây giờ Thảo đồng não giúp anh đi. Thảo nhớ lại cái dự án The Mark này với câu tagline của họ là gì? Anh đố Thảo luôn á. Thôi nói luôn đi, anh đố em. À nha, cái câu tagline của The Mark đó chính là Refine the Luxury, có nghĩa là tái định nghĩa là sự sang trọng. Và cái tông màu này á, là tông màu rose gold, là tông màu vàng hồng. Thì đây là một cái tông màu được sử dụng rất là rộng rãi trong ngành công nghiệp đồng hồ xa xỉ. Đồng hồ của anh với em là tông màu vàng hồng đó. Cho nên là chúng ta phải nghĩ tới cái việc đấy. Nó rất là sang trọng dành cho cái chủ nhân của căn hộ này. Còn khu vực này anh thấy giống như là một cái tủ để quần áo thì phải. Ở đây điểm đặc biệt mà em rất thích đó là closet, gọi là walking closet. Nó là như thế nào em ha? Chúng ta sẽ có hai bên mở hai phía luôn. Thì ở đây á sẽ tạo cho một cái người chủ nhân là nữ sẽ cảm giác đây là một cái không gian riêng của họ. Giống như là cái sàn diễn thời trang dành cho chủ nhân thôi. Dạ. Và tiếp theo sẽ bước vào không gian của phòng tắm. Xin lỗi Thảo, nhưng mà anh muốn giới thiệu cái phòng tắm này cho tất cả các bạn đọc của chúng ta. Tại vì anh là một người đã từng làm du lịch trong khoảng thời gian là khoảng 5 năm. Anh cũng đi khá nhiều những cái resort 5 sao trong nước và quốc tế. Thì một cái tiêu chuẩn một cái phòng tắm 5 sao á, thì chúng ta phải có hai cái lavabo. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng đồng thời một lúc được hai người, chứ không phải là em sử dụng thì anh phải đứng bên ngoài. Như vậy thì nó không phải là chuẩn của 5 sao. Và thương hiệu đồ nội thất Duravis cũng là một thương hiệu rất nổi tiếng trong ngành. Đúng rồi, chính xác. Và đây là một cái bồn thông minh. Thì chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều những cái chức năng ở đây, như là sưởi ấm nè, rồi xả nước tự động. Và cái người sử dụng cái bồn này á, thì cũng sẽ rất là thoải mái. Công nghệ của Nhật đúng không anh? Chính xác rồi, chưa? Và đây, Thảo có thể thấy nè, toàn bộ những cái trang thiết bị này á, họ sử dụng trong việc mà âm tường. Thì cái việc mà âm tường như vậy á, thì nó sẽ làm tăng cái chi phí của chủ đầu tư. Tuy nhiên, nó sẽ tạo ra một cái sự thẩm mỹ rất là lớn dành cho toàn bộ không gian chung của cái phòng tắm này. Dạ. Em thấy một cái thương hiệu là Asor. Asor này á không phải là thương hiệu ai cũng biết đâu. Đây là một cái thương hiệu xa xỉ trong cái lĩnh vực nội thất. Và nó sẽ có rất nhiều ở tại những khách sạn resort 5 sao. Và đây, một lần nữa, chúng ta lại gặp cái màu rose gold. Đó là màu vàng hồng. Nó rất là tuyệt với cái màu đá marble ở đây. Và Thảo biết không, anh cũng rất là bất ngờ khi mình đi thực tế một cái căn hộ mẫu. Anh là một người chuyên về dòng nhà sản phẩm nhà liền thổ. Và anh cũng không thể nào tưởng tượng được có một cái căn hộ mà cái chất lượng bàn giao và cái thẩm mỹ tốt như vậy. Anh nghĩ cái quan điểm của mình về căn hộ nó sẽ được thay đổi. Và không chừng anh sẽ lại trở lại thành người bán đờ mắt em à. Và ở đây sẽ có thêm một phòng ngủ nhỏ. Thì phòng này đang thiết kế là dành cho trẻ một, con. Một bạn nhỏ trong một gia đình ha. Nhỏ. Dạ. Anh thấy cái tông màu rất là tươi sáng, thoải mái, dạ, năng động. Tuy là bạn nhỏ nhưng mà ở đây họ cũng thiết kế tủ dành cho riêng bạn. Thảo không để ý không? Nãy giờ trong tất cả các căn phòng của mình, từ phòng khách, phòng bếp, chúng ta đều sử dụng cái máy lạnh âm tường. Điều này làm cho cái không gian nhà rất là hài hòa và thẩm mỹ. Dạ. Và có thể là nó sẽ tốt cho sức khỏe của người sống đây. Anh không nói thì nãy giờ em không để ý là rất máy là lạnh đẹp nằm ở đâu. Rất là đẹp và khoa học em à. Anh đoán đây là phòng gì? Anh nghĩ đây là một cái khu vực làm việc của chủ nhân căn hộ này. Chính xác. Hoặc là chúng ta có thể đa công năng làm một cái phòng giải trí. Thật ra là chủ đầu tư họ làm phòng này đây là phòng ngủ, nhưng mà ở đây họ đang làm tối ưu hóa cái phòng này. Anh nghĩ là cái xu hướng làm việc tại gia trong cái thời điểm này á, nó cũng rất là phổ biến. Và đặc biệt là trong cái thời kỳ dịch bệnh á, yeah, thì mình có một cái không gian làm việc ở nhà thì nó cũng sẽ rất là hợp lý và an toàn cho sức khỏe của mọi người luôn. Dạ. Ok, rất là đẹp. Anh nghĩ là nếu mà anh có căn phòng như thế này chắc anh cũng ở đây rất là lâu đó. Không gian này em nghĩ là em mà là chủ nhân căn này thì ngày nào em cũng sẽ ở căn phòng này. Ok. Khoan Thảo ơi, anh thắc mắc một điều là từ lúc sáng đến giờ anh thấy cái gương này á, nhưng mà không biết cái công năng của nó như thế nào. Em có Dạ đúng rồi, ở đây chúng ta có thể soi gương. Và đây là một
cái máy tính bảng thông minh. Anh có thể điều khiển tất cả các hệ thống đèn cũng như là rèm ở bên trong căn nhà. Nghĩa là mình không cần phải mất công di chuyển quá nhiều đúng không em? Dạ đúng rồi. Hay quá. Và đây là một điều đặc biệt mà The Mat mang đến cho cư dân. Mà em vẫn chưa thấy được một dự án nào có thể làm được một đúng cái... Rồi. Anh cũng lần đầu tiên thấy cái gương này á. Nó không đơn thuần, nó là một cái video call bình thường. Mà nó sẽ là một cái hệ thống thông minh để mà điều khiển tất cả. Cái video call thì nó rất là bình thường ở những cái dự án rồi. Nhưng mà cái toàn bộ cái hệ thống mà điều khiển thông minh trong nhà như thế này thì anh mới thấy lần đầu á. Đây là một điểm rất là đặc biệt. Em muốn giới thiệu anh, đây là một căn phòng. Cũng là một phòng ngủ đúng không? Cũng là một phòng ngủ. Dạ. Và là phòng ngủ lớn thứ hai, chỉ sau cái phòng ngủ lớn bên master kia thôi. Master bedroom đúng rồi. Dạ. Anh thấy nó cũng rất là đẹp và rộng rãi. Họ thiết kế rất là hài hòa khi mà tận dụng nguyên một cái khu chữ L này để mà tạo một cái không gian hệ tủ mà không làm cho cái căn phòng của mình bị hạn hẹp lại. Anh hiểu. Và đặc biệt phòng này thì chúng ta cũng sẽ có một phòng tắm riêng. Có nghĩa là ví dụ như trong một cái gia đình mà ba thế hệ á, thì có thể phòng này là dành riêng cho ông bà và nó tách biệt hoàn toàn với những căn phòng còn lại. Ông bà mình có thể nghỉ ngơi sớm và không bị ảnh hưởng đến phần còn lại của gia đình. Đặc biệt anh rất thích này là hệ thống cách âm của nó rất là tốt. Nó nãy giờ em thấy căn nhà này rất phù hợp với gia đình của em. Chính xác. Chúng ta đã kết thúc buổi tham quan một căn 4 phòng ngủ tại The Mat rồi đó anh Vinh. Không biết là anh Vinh có cảm nhận gì về dự án này không? Thực sự với Thảo luôn là đây là đầu tiên anh đi tham quan một cái căn hộ mà hạng sang ở Sài Gòn. Thì anh rất là bất ngờ về cái chất lượng bàn giao cũng như là cái độ hoàn thiện và cái sự chăm chút tỉ mỉ của chủ đầu tư. Họ dành rất là nhiều tâm huyết để xây dựng nên một cái sản phẩm chất lượng cho khách hàng. Nếu anh là khách hàng, anh cũng sẵn sàng xuống tiền để mua một căn ở đây. Em biết anh có tiền mà. Nhưng mà anh không biết bây giờ cái chính sách bán hàng của chủ đầu tư có ưu đãi gì không em? Để em trình bày cho anh, thì khi mà mình mua The Mat, anh sẽ được miễn phí quản lý từ 3 tới 10 năm. Và ngoài phí quản lý ra, anh còn được miễn phí chỗ đậu xe hơi từ 3 tới 5 năm. Nghĩa là họ đảm bảo cái việc đậu xe của khách hàng ở đây luôn. Chính xác. Đây là dự án số ít nằm trong trung tâm thành phố mà đảm bảo được chỗ đậu xe hơi. Tại vì anh biết cái việc đậu xe nó rất là khó ở khu vực trung tâm, đặc biệt là ở khu vực quận 1 này nữa. Ngoài ra, khi anh mua ở đây, anh sẽ được cơ hội bốc thăm một chiếc xe BMW X7 trị giá lên tới 6,9 tỷ đồng. Nếu vậy thì chắc anh phải nên chuẩn bị cái thuế thu nhập cá nhân là 10%. Đúng rồi đó. Và hơn thế nữa thì chúng ta sẽ có một cái tiến độ thanh toán khá giãn. Mặc dù là chủ đầu tư họ đã bàn giao nhà cho khách hàng rồi. Cái này anh cũng rất là quan tâm là tại vì cái dòng tiền của khách á, đôi khi họ rất là ngợp để trả một lần số tiền khá là lớn em. Dạ, em hiểu mà tiền anh Vinh chưa về kịp. Thì chúng ta sẽ thanh toán 45% trước, sau đó chúng ta sẽ nhận nhà. Và sẽ có khoảng thời gian từ đây tới tháng 11/2022 để mà thanh toán phần còn lại. Ok, cảm ơn Thảo. Dạ, cảm ơn anh Vinh. Vâng, và buổi tham quan căn nhà mẫu 4 phòng ngủ tại The Mat hôm nay đã kết thúc. Và hy vọng rằng thông tin của Thảo và anh Vinh sẽ đem tới những cái thông tin bổ ích cho khách hàng và các bạn để lựa chọn cho mình một căn hộ cao cấp phù hợp với gia đình của mình. Và đừng quên nhấn like, share, subscribe cho kênh Căn Nhà Màu Vàng nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn tại nhà mẫu của dự án The Mat nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.